Dạ con xin kính chào quý thầy cô và quý vị khán giả. Con tên là Dương Ngọc Hà. Nghệ danh của con là Candy Ngọc Hà. Năm nay con 5 tuổi. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con rất vui khi được mặc áo bà ba, mang dép râu và đeo khăn rằn. Mọi người biết con hát bài gì không ạ? Con hát bài ca Người Nữ Tự Vệ Sài Gòn, sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Xin mời mọi người cùng thưởng thức. Con cưng quá con ơi. Cô yêu con. Con ở đâu ơi, con xuất hiện vậy? Khoan, đúng em đó. Trời ơi, đừng lên đây làm gì nữa. Rồi, con ơi, đây là chú Quốc Đại nha. Đây cô là ơi, cô Tú My nha. Cô My nè, hồi nãy là chú. Cô đi chậm hơn chú thôi, chứ không phải là cô muốn chậm hơn chú đâu. Trời ơi, cô yêu con quá. Chưa, bây giờ là chưa được đụng vô hiện vật. Con qua đây con, chú Minh Xù sẽ bảo vệ con. Bây giờ nè, để cho con gái em tâm sự chút xíu nhẹ. Nãy giờ con hát cái bài này, con hát xong rồi, con thấy như thế nào? Dạ vui. Vui, đúng không? Mọi người thấy hay không à? À, thật sự hồi nãy khi mà con bước ra, cái con giới thiệu tên con là thầy Quốc Đại là thấy chịu quá rồi. Rồi xong rồi con giới thiệu cái bài
bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn. Thầy Đại định nói thôi thôi con khỏi hát đi, con về đội thầy Đại, đội của thầy Đại luôn đi. Giờ bà, nữ tự vệ Sài Gòn này mà bước ra cái là đối thủ là té rạp, không ai nỡ mà làm tổn thương cái người nữ tự vệ này, đúng không quý vị? Đúng rồi. Mà hát lên câu đầu là thôi, là thầy đã thấy con nè, hát rất rõ chữ nè, cột hơi cũng khá vững nè, con về đội thầy nha con. Con biết sao con bấm trễ hơn chú Đại không? Tại vì là cô say sưa nghe con hát vậy đó, mà cô quên bấm con luôn. Đến lúc mà chú Đại thấy đèn chú Đại sáng, cô nói chết rồi, chưa bấm bé. May là con còn hát. Cô bấm thì cô thấy ở con á, giọng con rất là khỏe nè, đặc biệt là cái nhịp rất chắc. Bởi vì theo cô thấy trong cái bài bản phối của con á, trong cái bài này thì nó có những cái câu chuyển rất là nhanh, mà con trụ được cái nhịp, cái cao độ con vẫn giữ chắc được. Nên là con rất là tiềm năng con ơi, con phải về đội của cô thôi. Rồi, cái sự chiêu dụ đó đây đã hết. Con đội về đội với thầy đi. Biết sao không, thầy là fan hâm mộ của con. Hồi nãy giới thiệu tên là thấy quen quen rồi. Nói ý, hình như là Á hậu của Miss Baby Việt Nam. Đúng không con? Dạ đúng. Thầy ơi, thầy Đại là fan hâm mộ của con. Bây giờ con phải về với thầy Đại được. Cái bài đó xưa lắm rồi con ơi. Con thích công chúa Elsa không? Dạ thích. Đó, con có thấy con giống công chúa Elsa không? Đó. Con gái, qua đây với chú Minh Xù trước, qua đây bình tĩnh con. Con yên tâm đi con vô đội thầy Đại thì con đi quay con cũng con gặp công chúa Elsa à. Cô á, cô sẽ cho con thành một công chúa Elsa xinh đẹp. Hello, đó, con thấy chưa, lên sân khấu, bên đây là cô Phạm Lịch nè. Bên đây cô Huỳnh Mến nè. Cô là người làm chứng, hồi nãy là khi mà con vừa bước ra sân khấu á, chú Đại hào hứng vô cùng luôn. Con nhớ đoạn nãy con nói con bắn không? Con làm lại cái đoạn đó con. Con nhớ đoạn đó không? Con đang là con bắn đúng không? Chỉ có con chỉ có bắn trúng cô với chú Đại thôi, còn hai người kia không bắn trúng. Thì đúng rồi. Phải bắn chú Đại với cô Lịch xỉu đi rồi về đội cô Mến chứ sao. Đúng rồi. Mình á, bắn đó là bắn tim đúng không con? Mình hư mất gì mình bắn đúng không con? Không, bắn đó là mình bắn tim. Bây giờ cô hỏi con xíu được không? Dạ được. Con có thích nhảy múa không? Dạ thích. Ngoài hát cái thể loại này ra con có thể hát được cái nhạc nhảy không? Con biết nè cô con biết nhảy, nè. Con biết nhảy con biết đúng nè. Không? Cô biết là con biết mà. Mấy bạn này biết kể bạn nó đi. Nói nghe nè, nếu mà con mà về đội của cô Mến với cô My nha, cô My sẽ huấn luyện cho con nè thành một cô gái xinh đẹp hơn. Giống như bây giờ con đã xinh đẹp đúng không? Con xinh sẵn rồi. Đó, đây chị đang nói. Bây giờ con xinh sẵn rồi đúng không? Cộng thêm nét đẹp của cô My nè, cộng với là cô Mến sẽ huấn luyện cho con nhảy nhiều hơn nữa. Xong rồi con sẽ vừa hát vừa nhảy luôn, chịu không? Nè bây giờ bình tĩnh nè, để cho con nói cái nè. Thời gian chiêu dụ đã hết. Dạ. Xin mời hai lớp chúng ta về chỗ. Không được nói nữa hả? Dạ hết rồi. Bây giờ mình về chỗ đi cho con gái em chọn nè. Đó, trước khi về là về với đội fan hâm mộ đó. Còn dụ nữa, lên đây dụ dỗ mà không có quà gì cho con hết đúng không? Thấy có quà đâu, con thích quà không? Dạ thích. Đó, thích quà nữa. Hy vọng rằng là cái món quà lớn nhất là khi mà con chọn được đội nào, con về với đội đó là con sẽ được học hỏi thêm, con được dạy dỗ thêm, con được hát hay hơn và nhảy đẹp hơn, chịu không? Rồi, nãy giờ lắng nghe sự chia sẻ và anh góp ý cũng như là đã chiêu dụ đến từ các thầy cô của mình. Hai lớp rồi, con phải chọn một lớp thôi. Con nghĩ là con sẽ chọn lớp nào? Dạ, cả bốn thầy cô ai con cũng thích hết. Nhưng mà tiếc quá, con chỉ chọn về được một đội thôi. Thì con sẽ về đội của... của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê. Thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê. Thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê. Xin mời con. Ok. Buồn quá. Quá là dễ thương. Hôm nay là một ngày buồn. Các tài năng nhí tiếp theo nhé. Dạ con xin chào.
chào quý thầy cô và các khán giả. Con tên Trọng Phạm Mai Anh. Năm nay con 10 tuổi, con đến từ thành phố Long Xuyên. Hôm nay con hát bài Anh Bảy Nhớ Mẹ của nhạc sĩ, ca sĩ Đình Văn. Xin quý thầy cô và các khán giả cùng thưởng thức ạ. Lòng bồi hồi nhớ quê già chiếc nhớ
Một tràng pháo tay cho Mai Anh. Cô có nghe trong giọng hát của con thì có run không hề nhẹ. Bạn phối của con á, phải chi mà nâng lên một tông nữa cho nó sáng giọng con thì sẽ những cái nốt thấp con sẽ không bị mờ. Và khi mà mình rung á, mình xử lý nốt thấp rất là khó. Đã vậy bản phối còn thấp nữa thì lại là một cái điều không có tốt cho con. Tuy nhiên rằng trong lòng cô đã chấm con được 8 điểm rồi, bởi vì là cái ngân nè, cái luyến của con rất là tốt. Vẫn còn một số hạn chế về cái âm vực thôi. Thử cái này thử nha, bây giờ cô My lên đó, cô My kiểu cho bé nó hát lại coi chị thấy coi nó có khác gì không nè. Bài một bài nào quen hơn? Dạ bài Giọng Cổ Buồn. Rồi, cô kiểu trước cho con nha. Đêm dài nghe tiếng giọng cổ buồn, nức nở dần trăng khuya cung đàn buồn tiếng khóc. Tiếng gõ nhịp sông loang ai quán khúc tơ lòng, như tiếng lòng chim quyên đang đón gió thu về. Anh giờ xa xứ bỏ quê nhà, bỏ lại dần trăng khuya cung đàn buồn tiếng khóc. Nức nở dần trăng non hai đứa vẫn hẹn hò. Cô mến ơi, cô hãy bấm nút xanh liền. Chúc mừng con ngày hôm nay, thật sự là chú thấy là con hơi hồi hộp, có hơi run một tí. Đó, có cô My ở đây rồi chắc chắn là con sẽ yên tâm hơn với những cái tiết mục về sau của con. Khi mà con hát bài này á, với tà áo dài màu này, rồi con có biết không, đằng sau sân khấu của con á, cái đèn led á chiếu lên cái ôi sao mà nó đẹp dữ lắm con ơi. Thầy Đại thích một cái chỗ là con hát là phải chỉ có thằng bay về. Ban đầu á con ra này thì con bỏ nhỏ cô vẫn chưa có bị thuyết phục lắm. Tuy nhiên rằng đến cái câu mà phải chỉ có thằng bảy, đúng rồi, lên được chữ có đó, cái đó mới quý đó, đã không phải ai hát được cái chữ có đó, đúng không? Nghe thương, nghe sợ thương ha. Đúng rồi, rất là nói giỏi. Chung là con có cái tình cảm ở trong đó và ngày hôm nay con đã thuyết phục được một lớp học của mình rồi, và chúc cho con sẽ được rèn luyện nhiều hơn và con sẽ tự tin hơn ở tiết mục tiếp theo nha. Chúc mừng cho con về với đội của cô Huỳnh Mến và cô Tommy. Kết thúc những phần biểu diễn rất quý thầy cô và quý khán giả, con tên là Nguyễn Tấn Tài, nickname của con là Công Tử Miệt Vườn. Con sinh ngày 17 tháng 3 năm 2011. Con đến từ Tiền Giang, nơi sinh của con là Bệnh viện Đa khoa khu 3 thị trấn Cái Bè. Dạ, hôm nay đến với chương trình này, con xin trình bày nhạc phẩm được mang tên Về Miền Tây. Thank you.
cuối cùng cái bài hát này kết thúc thì con đã được sự lựa chọn đến từ lớp của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê. Con vui không? Vui. Ủa sao cười lên hàm răng cửa nó hơi bị trống trải nhỉ? Dạ không hay răng. Con có hay ăn kẹo không mà bị sâu răng? Dạ cũng hay ăn kẹo nhưng mà ăn kẹo ít. Ăn kẹo gì? Dạ ăn kẹo trái cây. Ừ đó, chú ăn trái cây quá. Chú Minh Sù, dạ? Tới tuổi này là con thay răng chứ không phải tại con sâu đâu. Thì đó, nhưng mà có mấy cái nó hơi đen đen nhẹ. Không sao cả con à. Ngày hôm nay giọng hát của con quá là dễ thương, cho nên con được sự lựa chọn đến từ thầy Quốc Đại rồi. Và không biết là thầy có cái cảm nghĩ như thế nào không ạ? Con ơi, con hát rất là dễ thương luôn á. Thầy Đại nghe con hát là thầy Đại tưởng tượng thầy Đại đang đi miền Tây. Không bấm làm sao được, phải bấm thôi. Con tập bài này lâu không? Dạ lâu rồi. Vậy thì con đến với chương trình này á, con có mong muốn trở thành quán quân luôn không? Dạ muốn. Yeah. Muốn hả? Con có quyết tâm không? Dạ quyết. Quyết. Dạ. Thầy Đại khoái vậy đó. Quyết. Đúng rồi, bây giờ là mình muốn cái gì thì trong tư tưởng mình phải nói là mình làm được trước đã. Đúng. Rồi được hay không tính sau. Con nói đi, con sẽ là quán quân của thử tài siêu nhí. Nào 2, 3. Con chính là quán quân của thử tài siêu nhí. Yeah. Dạ điều này sẽ có ở trong tương lai. Có hay không xin mời con về với đội của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lê. Chúc mừng cho đội của thầy Quốc Đại và cô Phạm Linh luôn. Có thể nói là càng về sau thì có nhiều các bạn tài năng nhí dễ thương và đáng yêu hơn nữa đúng không ạ? Đến từ nhiều độ tuổi hoàn toàn khác nhau. Và để xem thí sinh tiếp theo sẽ là ai. Xin mời. Con xin kính chào các thầy cô cùng toàn thể quý vị khán giả. Con tên là Mai Anh Thư, con đến từ Dĩ An, Bình Dương. Hôm nay con đến đây con xin trình bày bài hát Con Yêu Mẹ. Tuy rằng con không sống chung với mẹ nhưng mà thông qua chương trình con muốn gửi đến mẹ bài hát này. Và con muốn nói với mẹ rằng con yêu mẹ rất nhiều. Con không quên bao.
con ơi, con đã được một sự lựa chọn đến từ lớp học của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lịch rồi. Xin mời quý thầy cô ạ, chúng ta cảm nhận như thế nào về bé? Thầy bị thuyết phục bởi cái chất giọng của con và cái cách nhả chữ của con. Cái ở con đang còn hạn chế đó là cái quãng giọng của mình. Và còn cái có những chỗ cao nhất thì cái đuôi chữ thì nó hơi bị đuối xíu. Nhưng mà thầy Đại nghĩ là những cái này là những cái lỗi thầy Đại có thể khắc phục được liền cho con. Thầy rất là chào đón con về đội của thầy, bởi vì cái màu này thầy đang không phải vì thiếu mà thầy chọn con, mà thầy chọn con bởi cái tình cảm của con đặt vô bài, cái chất giọng của con và các cách nhả chữ của con. Xin chào đón con về đội của thầy. Chúc mừng anh Thư, xin mời con về với lớp học của mình. Còn bây giờ sẽ là thí sinh kế tiếp, xin mời. Thí sinh tiếp theo sẽ là một cô bé vô cùng đáng yêu và có chất giọng ngọt ngào. Con xin chào các thầy cô và quý vị khán giả. Con tên là Phạm Hoàng Phương Nhi, năm nay con 11 tuổi và con đến từ huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Sau đây con xin trình bày ca khúc Mẹ Thương, xin mời các thầy cô và quý vị khán giả cùng lắng nghe. Mẹ thương
Và đó chính là Phương Nhi. Con mới cất lên câu đầu tiên là cô rất là thích rồi. Bởi vì con sở hữu một chất giọng rất là khỏe, bắt mít và dày nữa. Độ vang rất là tốt, cái biểu cảm trên gương mặt cũng như là giọng hát của con rất là tốt. Tuy nhiên rằng con vẫn có một số cái hạn chế nhỏ từ cái vấn đề là rung những cái chữ á, con còn thiếu cái đó. Thì nếu mà con về đội của cô thì cô sẽ giúp cho con cải thiện và càng ngày càng điêu luyện hơn về cái kỹ năng đó. Xin cảm ơn cô. Nhi ơi, không phải là bấm trước là được là ưu tiên đâu con. Con phải nhớ là khi mà con bước ra là con mặc cái bộ áo dài là chú ngay là cái này là thế nào cũng hát mang âm hưởng dân ca rồi. Âm hưởng dân ca là phải về đội của thầy Đại. Mà tại sao thầy Đại bấm trễ? Con bước ra con giới thiệu con 11 tuổi thì thầy phải nghe con kỹ hơn các bạn khác. Bởi vì mình lớn hơn mà thì mình phải bị soi nhiều hơn. Anh hả? Em không hát dân ca hả? Sao mà hát dân ca là về đội em trữ tình nhiều hơn, còn anh dân ca nhiều hơn đó. Em có hát trữ tình vậy phải không quý vị? Không, thì em trữ tình là nhiều nhưng mà mọi người là em là ngọc nữ bolero, còn anh là bên là mà... dân ca. Vậy bây giờ nói có sách mắt có chứng, Tố My hát một câu dân ca nè, đến làm lại thầy Quốc Đại các bạn nè. Con mở đỏ đúng không? Cô sẽ đúng hát rồi. Một đoạn trong bài Phải Lòng Con Gái Bến Tre nha. Bầu sang phà rạch miêu, qua lẻo đẻo theo sao, đôi bóng trăng trên đầu hương như áo cô dâu. Áo bầu đỏ cánh kiên và bầu vàng phù sa. Mặt đó, người con ơi, xanh nước biển. Con đang mặc áo đỏ. Con phải về với cô nha. Áo màu xanh nước biển rồi kìa con. Đỏ với xanh nước biển con ơi. Mà đặc biệt cô mến bật mí nè, cô Tố My có quà cho con á. Đúng đó. Rồi. Nào My hãy tặng quà cho con. Đây con, nhanh lên. Lúc nãy là cô đã mua đội chú Quốc Đại rồi nên bây giờ cô quyết phải lấy lại thôi. Khoan từ từ bình tĩnh đi con. Cô Phạm Lịch, khi mà con bước ra sân khấu ấy, sau khi phần giới thiệu con xong ấy, nhạc nói lên một cái là cô phải quay qua nói chú Đại là trời sao chuyên nghiệp quá vậy, chuyên nghiệp quá vậy, quá chuyên nghiệp luôn. Còn là những cái sai sót ở trong một cái tiết mục của mình là đôi khi nó sẽ vẫn xảy ra, 9/10 là mình không tính rồi, nhưng mà cái này là cô thực sự là rất là phục con. Con cứ lấy quà đi con, lấy đi rồi về đội của cô. Con ơi, đây con hồi nãy cô mến có nói là bây giờ con có về đội thầy thì quà cũng sẽ được tặng đó. Thì đúng rồi, đó bây giờ nói chung là tặng quà là sẽ tặng quà đó. Dạ phù dạ. Hợp với con đúng dạ, không dạ dạ. Thầy Đại với lại cô Phạm Lịch là cảm ơn cô Tố My với lại cô Quỳnh Mến đã lên tặng quà cho con rồi, dắt con về đội của thầy. Trời ơi, mức đó mà họ cũng mình lên đón luôn à. Đứng đây đi cô Mến với lại cô Mến với cô My là bây giờ con có rất là nhiều quà. Trời ơi, không biết là con thích quà gì vậy nè. Con muốn cái nào? Con có thích ăn bánh bao không? Trời ơi. Giờ chẳng lẽ tôi lên đi trời. Bánh bao dễ thương. Hai cô. Đây. Hai cô. Con có thích cái chú. Hai cô. Tặng quà xong để con quyết định đi. Lâu lâu mới có cơ hội con ơi. Lấy đại đi. Sao mà lên tranh thủ tình cảm lâu quá vậy? Ủa sao lên đây rồi? Rồi thôi. Có gì cũng lên. Người ta có tâm lên chứ. Con tôi nữa rồi. Trời ơi, tóc con thơm quá. Trời ơi. Tình là đất nước. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Để cho con bình tĩnh. Rồi con, xin mời con. Con có thích không? Lấy đi con. Con lấy hết cũng được không? Vậy là con hơi giảm hết luôn cũng được. Con cấm tôi nói mà cho bạn nói vậy. Thôi đi nè. Giờ hai bên luôn bây giờ mình. Chứ nó không có giá trị nó. Bây giờ mình không nói luôn. Không sao. Bây giờ con rất khó dụ quá. Rồi, bình tĩnh. Rồi con. Con chọn quà đi, con thích quà không? Hay là con nói là con không thích quà luôn. Con về với đội nào con nắm tay đội đó con về luôn nè. Dạ con về với đội nào con nắm tay đội đó. Cô hồi hộp lấy con ơi. Cứ lấy đi. Ừ, con cứ thoải mái thôi. Ê cô mến nha. Rõ ràng thầy cô mến con, tay thầy nó. Cô mến đưa quà đây. Thôi bây giờ cho em chọn đi. Dạ là cả hai đội con đều yêu thích nhưng mà con chỉ chọn được một đội thôi. Nên con xin chọn đội dạ đội của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lịch ạ. Vậy là vừa mất quà rồi vừa mất luôn thí sinh. Anh phải
Thanh Kiều. Nó tiếp à. Ôm cái đi, lấy hên đi, ôm cái hên đi về. Hèn chi con nó không dám nhận quà. Thôi nhưng mà đã nói rồi, con cứ nhận mà. Đúng không? Cô cũng tặng cho con hết nha, con cố gắng nha. Trời ơi, tiếc quá. Dễ thương, một tràng vỗ tay cho em nhỏ đó. Rồi, chúc mừng các chú Phương Nhi đã về với đội thầy Quốc Đại và cô Phạm Lịch. Đại Duy muốn được mời cô Đoan Trang, muốn được mời cô Ốc và cô Xuân Thảo có thể lên đây phái vé có được không ạ? À? Ba người mẹ trong cuộc sống với một tiết mục biểu diễn gửi tặng cho người mẹ của mình. Thảo cảm thấy như thế nào với tiết mục biểu diễn vừa rồi? Hôm nay Phương Chi chạm tới cô rất là nhiều. Cô cảm ơn chị. Cô Ốc sao vậy cô Ốc? Cô Ốc khóc là bởi vì cô Ốc là một người con và cũng là một người mẹ. May mắn là mình còn có mẹ. Và khi đã làm mẹ rồi thì đôi khi người mẹ có những cái nỗi sợ nó rất là vô cớ. Tự nhiên một ngày nào đó mình thấy trong người không khỏe, mình thấy tinh thần mình không tốt, mình sợ rằng lỡ mình bị ốm hoặc mình rủi ro tai nạn, mình bị cái gì đó, ai sẽ lo cho con mình từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng cái khoảnh khắc lớn lên của các con mình. Dù cho điều kiện khó đủ đầy bao nhiêu mà thiếu đi người mẹ thì tất cả những điều đó nó cũng trở thành vô nghĩa. Cho nên những cái nỗi sợ đó nó luôn hiện hữu trong tâm trí của những người mẹ. Cô cảm ơn con rất là nhiều Phương Trì ạ. Tại vì từng cái động tác, từng cái khoảnh khắc con làm trong tiết mục này nó rất là đẹp. Nó làm cho người ta cảm thấy con đã lao động nghiêm túc. Cô biết rằng là bên trong người con chắc hẳn là phải có rất là nhiều những cái vùng bị đau, những cái vết bầm.
để có được những động tác đẹp như vậy. Cô trân trọng điều đó con, cô cảm ơn con rất là nhiều Phương Chi. Khi mà con ra con công diễn á, thì cô biết á, là bài này là về mẹ. Và trong cái bài này á, thì con lại được diễn xuất á, là một cái vai là mình không còn mẹ. Và mình luôn mơ ước có mẹ ở kế bên, đúng không? Nhưng mà cho cô hỏi là trong cuộc sống của mình thì mẹ luôn luôn ở bên con không? Hôm nay mẹ có đi với con không? Dạ có ạ. Mẹ tên gì? Mẹ con tên là Bùi Minh Thảo. Mẹ con tên là Thảo. Vậy thì cho Trang xin được nhắn nhủ với chị Thảo là anh chị ở dưới hàng ghế khán giả xem bé của mình ngày hôm nay múa sẽ cảm thấy vô cùng tự hào. Bởi vì ngoài cảm xúc ra, kỹ thuật biểu diễn của con vô cùng tốt và chân, tay, tất cả mọi thứ, con múa jazz rất là hợp, rất là đẹp. Cô nghĩ là con sẽ rất là thành công với jazz, đương đại, vân vân. Xin phép được chúc mừng con và hãy dành cho bé một tràng pháo tay rất lớn vì bài diễn vừa rồi rất thành công của con. Con cho chú Duy hỏi nè. Khi nãy chúng ta vừa biểu diễn với cái câu chuyện là một người con không may bị mất mẹ. Còn ngày hôm nay khi mà con còn có mẹ, còn có gia đình, con có điều gì mong muốn được gửi đến mẹ mình không? Dạ con muốn được gửi với mẹ là mẹ ơi, cho dù thế nào con vẫn rất yêu mẹ. Cảm ơn con. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lắng nghe những lời chia sẻ từ giám khảo Đại Nghĩa. Cái bài Gặp Mẹ Trong Mơ là cái bài mà chú Nghĩa đã nghe rất nhiều lần. Và lần nào nghe chú Nghĩa cũng rất là xúc động. Bởi vì cái tình cảm của một đứa con dành cho người mẹ của mình, một người mẹ đã đi xa. Và ngay cả cái giai điệu nó cũng đẹp vô cùng luôn. Và hôm nay khi thấy con mặc cái bộ trang phục này, con ngồi trên chiếc thuyền đó, chú Nghĩa ban đầu hơi ngạc nhiên. Ủa, không biết rồi con bé với trang phục này thì sẽ diễn cái bài Gặp Mẹ Trong Mơ ra làm sao. Bởi vì bình thường chú Nghĩa quen nhìn thấy hình ảnh với những cái trang phục nó hiện đại, với những người thể hiện cái bài này. Nhưng mà hôm nay là một cái màu sắc nó hoàn toàn khác. Và đây đúng là cái sở trường của thầy cô con rồi. Khi thấy con trong tiết mục này, nó trời ơi đúng như là gặp cá gặp nước. Con đã làm tất cả một cái nó tốt tới cái mức mà người ta không còn nhìn thấy kỹ thuật của con nữa. Và người ta chỉ còn thấy cảm xúc ở đó thôi. Mình vẫn nói rằng ồ, với một cái tiết mục nghệ thuật thì cái cảm xúc nó là điều quan trọng nhất. Nhưng nếu như chúng ta không có kỹ thuật để chuyển tải được cái cảm xúc đó thì nó cũng sẽ rất khó để chạm tới trái tim của người xem. Và chú mong rằng với những cái lần sau, nếu mình còn tiếp tục được đi nữa với những thể loại khác, con cũng hãy đặt hết cái tâm của mình vào trong đó, với những cảm xúc của mình trong nhân vật cộng với kỹ thuật điêu luyện mà con sẽ phải rèn luyện từng ngày từng giờ với thầy cô của mình, thì con sẽ còn tiến xa hơn trong chương trình Thử Tài Siêu Nhí năm nay con nha. Chúc mừng con. Chúc mừng Phương Chi. Bây giờ con có thể vào trong để chờ kết quả nha. Mời con có thể vào trong nè. Đường phố xung quanh tấp nập người người. Nhìn ra
Hồi nãy lúc con hát á, chú Duy thấy đầu tiên cô Ốc ngồi vậy nè. Xong con hát lên càng về sau cái cô Ốc rướng lên. Cái tới mà lúc con lên tông cái cô Ốc ngồi vậy nè. Đúng không cô Ốc? Con mà hát cao lên một tông nữa thôi là cô Ốc leo lên bàn ngồi. Cô là muốn đu theo cái chùm bông ốc bay là cô bay lên trên luôn á. Sao vậy? Hình như là Đại Duy nhớ là cô Ốc cũng rất là thích nghe bài này thì phải. Cô Ốc nghĩ rằng là không ai trong phim trường ngay lúc này mà lại không thích nghe bài này với giọng hát của con. Wow. Gia Nghi, con có biết con Ốc có nội lực khủng khiếp, một cái nội lực làm cho người ta không hiểu là tại sao lại có một cái sức mạnh lớn như vậy ở bên trong con người con. Vài đôi chỗ cô nghĩ là nó hơi không chuẩn lắm một chút xíu, nhưng nó không đáng kể so với tất cả những gì quá tốt mà con đã làm được trong bài hát này. Cô không hiểu tại sao nhưng cái giọng hát của con nó vẽ ra cho cô một cái không gian cực kỳ rộng lớn. Cô tưởng tượng là cô đang phải đứng ở một thành phố mới, nơi đó có những tòa nhà cao tầng, nơi đó có cả một cái đường chân trời, và mình thấy được một cái tương lai rất là rực rỡ và tươi sáng với giọng hát của con. Con làm cho mọi thứ nó giống như được thắp lên một cái ánh sáng, một cái thứ ánh sáng lấp lánh rất là kỳ lạ từ giọng hát của con. Cô nghĩ rằng là con đã làm được một cái điều rất là đặc biệt. Hay lắm, rất là khỏe, giọng hát của con rất là khỏe. Mà cái mà cô khen con là thường á, những cái người mà hát nội lực á, giọng khỏe, giọng ngực á, thì thiếu cái độ mượt. Nhưng mà con bỏ nhỏ tuyệt vời. Con đang hát cái câu đó nó rất là cao trào, nhưng mà con bỏ nhỏ lại và con ngân rất là nhẹ. Thì mấy cái điểm đó là mấy cái điểm thực sự là vô cùng quý giá của riêng con. Và cô nghĩ là cái này, những cái giọng hát như bé này mà đưa những cái bài cao trào vô chắc đã lắm. Cho nên cô nghĩ con rất là tiềm năng, và hy vọng là cô được thấy con ở vòng sau nữa. Cái giọng con nó vang, nó sáng, mà con hát cái điều đó nó rất là nhẹ nhàng, không có một cái sự cố gắng nào cả. Ở những nốt cao nhất con hát, cái gương mặt con nó vẫn cứ hơn hớn như thế này nè, nó vẫn cứ như đang cười, và âm thanh nó cứ phát ra như không, chứ không phải một cái sự cố gắng nào, mà âm thanh nó cứ tuôn trào ra, nó ào ạt, cái cường độ của nó, cái nội lực của nó dồn dập, nhưng mà không làm cho người ta cảm thấy mệt nha. Chúc mừng con, chúc mừng đội thầy Đại luôn, đã có một chiến binh đầy nội lực. Thầy Đại tập với con lâu không? Thật sự là khi mà thầy chọn bài cho con thì chọn một cái bài nhẹ nhàng hơn xíu. Mặc dù thầy rất thích bài này nhưng mà thầy không có dám đưa con bài này. Nhưng mà con có nói là thầy ơi, con rất thích bài Chợt Như Giấc Mơ, thầy cho con hát được không? Nó nói bài đó khó lắm nha con, nó xử lý nhiều cái sắc thái từ trong cái cách hát nè, rồi trong cái tình cảm của bài hát, rồi bỏ nhỏ, rồi staccato, legato, rồi mọi cái kỹ thuật nó rất là nhiều. Con dám làm không? Nó con thích lắm, nhưng mà thầy cho con thử đi, con sẽ làm được. Và hôm nay thì con rõ ràng là cái sự tiếp thu của con, mặc dù con với thầy làm việc thật sự là mới 4-5 ngày thôi, gần tới ngày thi, thì mới gần gũi nhau để mà chuốt từng nét. Và con thông minh cực kỳ, dạy tới đâu là làm lại y chang tới đó. Cảm ơn thầy Phước Đại và chúc mừng thầy Phước Đại đã có một học trò trong lớp của mình thể hiện được đúng với cái tinh thần mà thầy mong muốn. Cảm ơn con, chúc mừng con. Nam tôi đó, quê hương tôi sông núi nghìn trùng. Việt Nam tôi đó, có mẹ già, có mái tranh xiêu. Việt Nam tôi đây, có màu xanh đồng lúa thơm vàng, có cánh diều mơ ước tuổi thơ, lời ru hơi nhịp vọng đông đưa. Việt Nam tôi hỡi, nhớ cháu ơi tiếng khóc nghẹn lời. Việt Nam tôi hỡi, đã bao lần súng nó bom rơi.
Việt Nam tôi đây, người khóc than vẫn nở nụ cười, người bước đi xa mãi một thời, nhưng ngàn lời vẫn nhớ Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam tôi đã bao lần thời binh coi, nước Việt Nam vẫn hiên ngang nòi giống lạc hồng, nước Việt Nam vẫn còn đây con cháu tiến rồng, dẫu nơi nào trong con người còn dòng máu Việt Nam. Đất Việt ơi xin muôn đời tạ nghĩa an sao, dù nơi đâu xa quê hương vẫn nhớ quê nhà, nhớ Việt Nam lòng thiết tha dáng vóc mẹ già. Con được là người Việt Nam, cảm ơn mẹ cho con được là người Việt Việt Nam, người Việt Nam, dân Việt Nam.
Xin cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Chúc mừng Thái Hà đã hoàn thành phần thi của mình. Bây giờ chúng ta sẽ lắng nghe phần nhận xét từ ban giám khảo nha. Xin được mời cô Ốc ạ. Trời ơi, cô phục Thái Hà quá à. Con tập trung và con nghiêm túc theo dõi tiết mục của con, không thể rời mắt được luôn, không dám liếc ngang liếc dọc, thì cô không có muốn bỏ qua bất kỳ một cái khoảnh khắc nào của con trên sân khấu và muốn được tận hưởng cái giọng hát của con. Con hát live hay là con thu đĩa vậy? Cô có cảm giác giống như là thu rồi phát lại á. Trời ơi, nó trong mà nó không có một cái lỗi nào luôn á. Gần như là hoàn hảo luôn, chỉnh chu đến mức mà đáng ngạc nhiên trong cái tiết mục này. Xin hỏi thầy Quốc Đại là cái việc tập tiết mục này cho bé Thái Hà nó đã diễn ra như thế nào ạ? Ở vòng trước nhận được cái sự góp ý của ban giám hiệu là con quá buồn, vòng này thì nhiệm vụ của thầy là phải lột xác cho con. Cả hai bài hát đối với con đều hoàn toàn mới, nhưng mà khi giao bài thì con rất là thích. Con hôm nay đã làm thầy tự hào về con rất nhiều. Rất cảm ơn thầy ạ. Xin mời thầy Đại Nghĩa ạ. Câu chuyện về Trần Quốc Toản cũng là một câu chuyện quen thuộc với tất cả chúng ta. Ở đây bản dựng cũng không hề mới, nhưng mà cái điều ấn tượng nhất của chú giống như cô Ốc cho nên là cái giọng hát của con thôi. Mới có câu đầu tiên con cất lên là trời, chú nghe là chú sẽ thích rồi. Và sau đó những cái câu con hát tiếp theo không phải chỉ là nó hào hùng, mà nó còn có cái sự tình cảm, cái sự ấm áp, cái độ ngân trong cái giọng của con. Và những cái nốt cao con hát rất là sáng và rất là tròn trịa. Từng chữ một con hát, dù là nốt cao hay nốt thấp, chú Nghĩa đều nghe được hết. Chúc mừng con. Con cảm ơn thầy ạ. Giọng hát của con vô cùng là giá trị. Cái rung của con rất là hay, ngọt ngào, tình cảm, nhưng mà cũng có những cái lúc đẩy cao trào lên. Giọng rất khỏe và rất vang sáng. Và để có được điều đó, phải nói thực sự là công của thầy Quốc Đại của con. Công chọn bài, công chuốt tất cả những cái lỗi. Bởi vì so với cái tuần trước cho tới bây giờ, con hoàn toàn khác. Bài này mượt mà hơn, nuột nà hơn, câu chữ hơi hám, đàng hoàng tử tế. Để tất cả những gì diễn ra trên sân khấu, chỉ nổi bật nhất là một mình con thôi. Có một điểm cộng là khi mà con đi ra, con bước ra với một dáng vẻ rất là oai hùng. Và cô chúc mừng con cho cái tiết mục rất là thành công vừa rồi. Xin cảm ơn cô ạ. Thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là phần dự thi tiếp theo ở vòng tài năng.
với nhạc phim, phim Aladdin. Và cô bé này đã hát lại cái ca khúc nhạc phim Aladdin và lời Việt từ do Ái Phương viết lời. Thì do đó một cái ca khúc nhạc phim thì chắc chắn sẽ là một cái thử thách khó đối với cái độ tuổi của mình rồi. Tuy nhiên chúng ta cũng sẽ lắng nghe và nhận xét từ các thầy cô trong ban giám hiệu nha. Xin được mời cô Đoan Trang ạ. Wow, cô không ngờ một cô bé 9 tuổi mà có thể hát được một bài hát này. Cô muốn một tràng pháo tay nữa dành cho con. Cảm ơn cô ạ. Đây là một bài hát âm vực quá rộng đi, bởi vì nó có cái phần đầu là những cái nốt giới thiệu, cho nên là nó rất là thấp, bởi vì đó là những cái nốt tự sự, rồi sau đó nó mới đi vào cao trào và đẩy cao trào liên tục, thì bắt buộc mình hát rất là mệt đó con. Mà con có một cái giọng hát khá là hoàn chỉnh. Ban đầu thì khi mà cô nghe giọng con lúc đầu thì nó hơi tối, thì cô cũng vẫn lại lo cái câu chuyện về tông. Nhưng mà sau đó là cái phần sâu quá cao, thì đây là câu chuyện về âm vực. Mà với một bài hát âm vực rộng như vậy thì chắc chắn là thầy của con không có cách nào khác là chỉ giữ cái tông đó để đủ cái lực hơi của con, để giữ được những cái nốt ở dưới, những cái nốt trầm nhất và nốt cao nhất cho con thôi. Và như vậy là một cái sự cố gắng rất là lớn của con rồi, và cô đánh giá rất là cao, rất là tốt, rất là tuyệt vời rồi. Bởi vì cái phần biểu diễn này được dàn dựng rất là hoành tráng, có các cô chú xung quanh với những cái đạo cụ rất là to. Một em bé 9 tuổi nếu như không đủ kinh nghiệm thì tụi con sẽ bị dễ bị choáng ngợp. Rồi còn đeo ở trên đầu những cái nón này kia, mặc áo váy dài, rồi phải diễn với các cô chú mà ở cái thế lực đen tối đó, là trong cái phần điệp khúc đó. Nhiều cái phần đó cộng hưởng lại cho thấy là con là một em bé rất là bản lĩnh. Và đây là một phần biểu diễn thành công đối với cô. Xin chúc mừng con và thầy Quốc Đại của con. Dạ, cảm ơn cô Đoan Trang. Con mời cô Ốc Thanh Vân nha. Dạ, người biết không, cô thích bài hát này khủng khiếp luôn. Không biết là mọi người đã xem bộ phim Aladdin phiên bản mới nhất chưa? Bộ phim này với phiên bản lồng tiếng Việt á, hay nhức nhối. Tất nhiên là sẽ có sự so sánh giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt, nhưng cô thấy rằng là ở bản tiếng Việt gần gũi và mọi người hiểu được hết tất cả nội dung. Và cái đoạn nàng Jasmine phải chiến đấu để bảo vệ vương quốc của mình và không thể im lặng trước những cái thế lực xấu nữa. Một cái đoạn mạnh mẽ mà cho thấy cái cá tính của cô nàng này. Nên đến khi mà cô thấy là tiết mục của mình là hát lại bài hát này, cô có hơi ngạc nhiên là ủa tại sao? Nếu vậy không để cho Gia Nghi hóa thân thành nàng Jasmine luôn với bộ trang phục đó, cái bối cảnh đó thì sẽ rất là đẹp. Nhưng mà sau đó thì cô đã hiểu lý do, thông điệp rất là hay và được lồng ghép trong bài hát này. Và thật sự nó rất là phù hợp với ngay lúc này. Trong cái lúc mà mình đang ghi hình thì vừa rồi vừa mới xảy ra một vụ cháy rất là lớn ở Hà Tĩnh. Làm sao để con người ta có thể bảo vệ thiên nhiên tươi đẹp đây? Tất cả là phải nhờ ý thức của mọi người và chúng ta cần phải làm điều đó. Và một đứa trẻ nhỏ như con cũng đã hiểu được điều đó rồi, và con đã thể hiện trong ca khúc này. Cô rất là cảm phục cái việc mà con đã rất là cố gắng cho bài hát này, cũng như là cả sự dàn dựng của thầy Quốc Đại. Cô nghĩ đây là một tiết mục rất là đẹp. Đúng là chúng ta không thể im lặng được nữa, chúng ta sẽ phải lên tiếng, và mọi người đều phải làm tốt cái việc này để bảo vệ mọi thứ xung quanh, đúng không con? Riêng đối với Gia Nghi thì hồi nãy cô Đoan Trang có góp ý con về phần giọng hát rồi, chắc là bạn Nghi cũng biết rồi, thì mai mốt cô nhắc Nghi chút xíu thôi nha. Đôi khi mình diễn đó thì có những lúc trang phục hay là tóc của mình á, nó có thể làm mình hơi bị phân tâm một chút. Cô biết là con cũng không muốn, nhưng mà lúc mà bước ra sân khấu lúc đó con đang rất là đẹp, nhưng mà tóc con che mất tiêu, còn thấy con bên mắt à. Nếu mà mình hát mình thấy con bên mình cũng hơi khó chịu, đúng không? Thì lúc đó mình có thể mình linh hoạt xem mình có một cái động tác nào đó để mình hợp lý hóa cái chuyện mình hất tóc hay không. Cái đó chỉ là một chút xíu nhỏ thôi, Gia Ghi sẽ làm được điều đó. Còn về cơ bản thì con đã làm rất là tốt rồi, và cô nghĩ là tiết mục này chắc là sẽ rất là nhiều người thích và sẽ chia sẻ rộng rãi đó. Thầy đã nghĩa tính làm thơ đó. Em đâu bắt lỗi gì đâu mà anh... Cái dáng tóc thôi cũng bắt lỗi con nhỏ nữa. Cái đó là em nói bé là lần sau bé lưu ý hơn thôi. Chứ hình ảnh bé đẹp tự nhiên che mất bên mắt rồi. Mới có 9 tuổi ha, một cái bài nó khó như vậy, nó cần phải có cái sự tập trung cao độ. Thời gian đâu, tâm trí nào mà nghĩ tới cái chuyện cọng tóc nó che cái mặt. Trời ơi con ơi, nó thiệt nha, cỡ như chú hay là cô Dân mà hát cái bài này, bây giờ tóc nó ụp nó che hết cái mặt, chú cũng không có tinh thần mà dán ra nữa con. Thật sự thì thầy Đại cũng thấy mình rất là ác khi mà đã giao một cái bài hát này cho con. Bởi vì đây là một bài hát mà thầy đi xem phim thầy quá thích đi. Và thầy nghĩ rằng mình phải làm ca khúc này trên Thử Tài Siêu Nhí. Nhưng mà thầy hay chứ, thầy cập nhật vừa cái bài hot của phim mới của Aladdin nè. Thầy vừa cập nhật cái tình hình thời sự bây giờ, vừa cháy rừng xong. Cho nên là rất là cộng hưởng, rất là hiệu quả.
Nhưng mà đối với thầy hôm nay, con đã làm rất tốt so với những gì con đã tập cho tới giờ. Tới hôm nay là thầy thấy con phát triển rất là tốt, mà mỗi ngày con mỗi tiến bộ rất là nhiều. Thầy tin rằng là nếu như mà con có cơ hội đi tiếp, con sẽ làm còn nhiều điều tốt nữa. Cố gắng con nha. Thưa quý vị và các bạn, như vậy thì chúng ta vừa đến với một cái tiết mục dự thi mà nó không chỉ dừng lại ở việc là nhận được bao nhiêu điểm số, mà chúng ta đã nhận được một cái thông điệp rất là rõ ràng từ tiết mục dự thi của bé, đó chính là hãy bảo vệ yêu thương môi trường. Và chúng tôi cũng muốn được gửi lời cảm ơn đến với Vũ đoàn Phương Việt, đến với các thầy cô trong lớp học Nhi Sắc Nhí và tất cả những thầy cô trong ban giám hiệu của trường Thử Tài Siêu Nhí đã tạo một cái sân chơi ngày hè như thế này để các bé có thể mạnh dạn nói lên những thông điệp ý nghĩa trong cuộc sống. Một lần nữa chúc mừng con. Thank you.
Một tràng hoa tay cho Trung Hậu. Xin cảm ơn Vũ đoàn Phương Việt. Chị Việt Hương, ngày hôm nay với phần trình diễn của Trung Hậu thì chị đang cảm xúc như thế nào ạ? Hồi nãy con cái tuần trước con hát xong con khóc quá. Tuần này hát xong cười te tét là biết tự tin rồi, đúng không? Nhưng mà có một cái này cô Việt Hương với cô Đệ, chú Đệ Nghĩa hai đứa nè, nói cái y chang nè, nhắm mắt lại nghe giống như cô Thanh Kim Huệ. Ơi, cái con vừa mới cất lên sốc phớ mớ rồi cái cô nhắm mắt lại, cô quay qua chú Nghĩa, cái hai đứa là Thanh Kim Huệ, tự nói trong bụng luôn, dạ. Hiểu không? Mà con biết không, cô Thanh Kim Huệ là giống như là một biểu tượng á. Khi mà mình hát cái gì mà cái giọng hơi gió lên cao mà khó đó, là sẽ nghĩ tới cổ. Mà con làm được cái điều đó, nhịp chắc, hát tốt, ngọt ngào, còn gì để cãi nữa chứ, giả gạo ra thành nước rồi. Dạ con cảm ơn cô. Dạ xin mời chú Đại Nghĩa. Con hát thì vẫn hay, cái giọng con vẫn là như thế. Nhưng mà để gọi là có gì đặc sắc và ấn tượng hơn với chú không, thì con không ấn tượng với chú như tuần vừa rồi. Lẽ ra càng vào sâu bên trong thì mình phải càng có những cái sự đột phá nhiều hơn nữa. Các bạn khác cũng vậy, khả năng các bạn thì các cô chú đã nhìn thấy rất là rõ. Nhưng mà mỗi một tuần các bạn cố gắng làm một cái điều gì đó nó mới hơn, nó hấp dẫn hơn, để nhìn thấy wow, Trung Hậu bữa nay nó hay hơn tuần trước, nó khác tuần trước rồi nha. Cảm ơn con. Cảm ơn chú Nghĩa. Còn cô Đăng Trang thì sao ạ? Đúng là cái giọng của con nó như là cái chuông vậy đó, nó rất là vang và nó rất là đẹp. Cái tuần này á, con hát chắc chắn hơn. Tuy nhiên là con nhớ giùm cho cô là phải có cái thần khi mình biểu diễn. Tại vì bây giờ không phải là mình có năng khiếu hát không, mình hát ở trong trường, ở trong xóm nữa, mà mình đang bắt đầu dần chuyên nghiệp lên, đi thi những cuộc thi lớn hơn, lên TV, sân khấu lớn ha. Nhớ cho cô là các ca sĩ hơn nhau là ở cái thần, ở cái cách mình biểu diễn trên sân khấu nữa, chứ không phải chỉ là giọng hát không nha con. Dạ. Cô chúc mừng con. Dạ con cảm ơn cô ạ. Một tràng hô tay nữa chúc mừng cho Trung Hậu đến từ đội Ban Cổ Sắc. Và lần này Hương Hương của chúng ta sẽ quay trở lại với thử tài siêu nhí vòng bán kết như thế nào, hãy cùng nhau theo dõi. Xin mời. Không. Sao vậy? Sinh nhật của công chúa gì mà buồn hiu à. Không có ông bà nội, không có gia đình bác hai, và không có mẹ nữa, sao vui? Có mà, tại vì cha không có tưởng tượng thôi. Bây giờ cha nhắm mắt lại đi, vậy cha thấy liền à. Nhắm mắt là thấy liền hả? Không có hí nha. Đó, cha thấy chưa? Ông nội nè, bà nội nè, gia đình bác hai nè, anh hai nè, mẹ nữa. À, thấy rồi, thấy. Thì là cha vui rồi đúng không? Cũng không có vui. Sao vậy? Tự nhiên sinh nhật công chúa mà bắt cha làm chú cụi. Thì cha muốn làm cái gì? Làm hằng nha. Ý, đâu có được. Cha là đàn ông, làm sao mà làm hằng nga được? Chứ sao công chúa làm hằng nga được? Tại vì công chúa đẹp, với lại công chúa là con gái nữa. Ăn gian, nghỉ chơi. Thôi,
Sao hôm nay sao cha buồn quá vợ? Không chơi cái đó nữa đâu. Vậy mình không chơi cái này thì mình chơi cái khác nha. Chơi gì vậy? Mình chơi là phụ dương công chúa nha. Thích làm phụ dương á, là làm phụ dương là làm cha hay gì, được quyền ký đầu. Nhưng mà với một điều kiện, cha phải ăn hết tô cơm này. Thôi không ăn đâu. Ăn đi mà. Thôi không ăn. Ăn đi công chúa thương. Rồi cha hãy miệng ra đi. Ngán quá. Hai phụ dương, để cho cơm xuống đây chút xíu mình ăn nha. Cái cớ nè, nằm đi. Im lắm đó nha. Coi vậy mà phụ dương dễ ngủ thiệt. Làm bộ á. Thôi ngủ thiệt đi. Nhưng mà lấy cái gói này ra đi, lấy gói kia đi. Chứ vậy là đau cái gói công chúa đó. Đây. Trời ơi, cái gì vậy? Hưng hưng. Dạ. Cha con đang ngủ. Quên. Sao? Cái này. Trời ơi, thì sao bán châu lòng cả buổi không thấy bay đi ngang qua bán vé số. Cái sao lo quá, sao quà đi sao còn. Trời đất ơi con ơi. Bây giờ là 3 giờ mấy chiều rồi mà cầm một cọc vé số sao không đi bán đi. Nãy con định trả vé số mà con thấy cha con sốt cao quá, con không biết làm sao hết. Trời ơi, cái mặt quá kìa. Thôi bây giờ bán kịp gì nữa, đi ra trả đại lý đi con. Sao đây sao cạnh ổng giùm cho nghe. Dạ con cảm ơn Sao. Đi lẹ đi. Ê quên hưng. Dạ. Trời ơi, sao quên hỏi con nữa. Bé kêu gì sao cũng nghe, bé biểu gì sao cũng làm trơn. Tự nhiên kêu dắt về cả đống rơm. Sao tưởng là hôm nay là bay là đem về để trang trí Noel. Trời ơi, tao dắt về cả đống ai nhà, bay làm cái gì vậy con? Sao thông cảm đi, gia đình neo đơn mà. Để dạy cho cha con thấy ấm cúng. Trời ơi, ấm không con? Ấm. Thôi con đi trả nha. Đi trả đại lý đi. Ê. Con dạ. Ngủ thiệt chưa vậy? Dạ thiệt, hồi nãy còn ngáy nữa mà. Trời ơi, hôm bữa hổm cũng bay này nhớ không? Bay nói ông ngủ rồi, sao qua sao canh nhà giùm. Trời ơi, tao đang quét nhà vậy nè. Cái ông ngộ bực vậy. Quay qua, ông nhìn thẳng vô mặt Sao. Ông giật tay Sao. Ông mở miệng, ông nói: Công chúa. Trời ơi, sao biết hay vậy? Thì ngày nào á, việc đầu tiên cha con thức dậy cũng đi tìm công chúa hết. Cha con thương công chúa lắm. Sao? Hả? Sao con cầm những con cọc giấy số này Sao? Cầm đi. Cầm nè. Rồi mỗi ngày con qua nhà Sao con ăn cháo lòng chứ. Ủa sao vậy? Thì nãy giờ con định trả giấy số mà Sao đâu có cho con đi trả đâu. Thì giờ Sao ôm giùm con chứ sao? Trời ơi, lanh quá ha, lý sự quá ha. Thôi đi trả lại đi lẹ đi bà ơi, trễ giờ, đi lấy lên. Dạ. Ê chết, trời sắp chuyển mưa rồi đó con, đem theo có mưa. Dạ. Cháy nhà bà con ơi, gia đình tôi vợ con tôi còn ở trên gió đó, cứu đi. Mình ơi, em nè, Mình ơi. Tôi đây nè. Mình ơi, đỡ lấy con Mình ơi. Mình nghe ơi. Tôi cho con nghe. Công chúa. Đừng sợ con, đừng sợ. Công chúa với cha này cha. Công chúa được cứu sống rồi, không sao đâu. Minh. Hả? Lại đây. Ở đây nè. Sao mình gan quá vậy? Dám nhào vô lửa cứu con, rồi rủi mình có phỏng, rồi mình có cái gì thì sao? Hả? Gia đình mình không ai bị sao hết trơn là vui rồi. Cha, cha tỉnh lại đi cha. Đây là vì sao? Không phải mẹ đâu cha. Mẹ mất lâu rồi. Cha nhớ không? Cha còn nói với con á, ngày đó là ngày sinh nhật của con,
ơi đi mua bánh kem, nhà mình bị cháy, mọi người đều kẹt trong đám cháy. Vì mẹ thương con mà mẹ đã mất rồi. Ủa thì đúng rồi, cha đi mua bánh kem về là phải có ông bà nội nè, gia đình bác hai nè, rồi có mẹ nữa, rồi đâu hết rồi hả? Mọi người ở đây nè cha, đây là ông nội, còn đây là bà nội, còn đây là gia đình bác hai, còn đây là anh hai, còn đây là... mình. Cha ơi, nghiện quá, con có mơ mẹ về. Mẹ nói con á là không có được khóc, con phải cười để nuôi cho cha nữa. Mẹ ơi, con thương cha lắm, mà cha cứ vậy hoài à, con không biết làm sao hết. Mẹ nói gì với cha đi mẹ. Em đi 3 năm rồi mà lòng em còn lo lắm. Mình cứ ngây ngây dại dại vậy hoài thì cuộc đời của con mình sẽ ra sao đây? Mình tỉnh lại, mình lo cho con nha mình. Hãy ráng vì con, vì con mà tỉnh lại nha mình. Mình ơi! Cha đang ở đâu đây? Chị Sáu, chị Sáu bán cháu lòng nè. Trời ơi anh Năm ơi, anh tỉnh lại anh Năm. Trời ơi, chỉ trong một đêm mà gia đình tôi đã bỏ tôi đi xa hết rồi. Cha làm con khổ nhiều lắm phải không con? Ba năm mà anh đổ bệnh, con nhỏ nó nghỉ học đi bán vé số nuôi anh đó anh Năm. Đất ruột lắm. Cha xin lỗi con, cha làm khổ con nhiều quá. Con thương cha lắm, chỉ cần cha tỉnh lại, chuyện gì con cũng chịu được hết. Cha phải tỉnh, cha phải tỉnh, cha hứa cha tỉnh hơn rồi, cha tỉnh. Mọi người ơi, cha con tỉnh rồi. Cha con tỉnh rồi cô chú. Cô chú ơi, cha con tỉnh rồi. Mọi người ơi, cha con tỉnh rồi. Các bạn ơi, hôm nay Hân vui lắm. Hôm nay cha Hân tỉnh rồi. Cảm ơn các bạn suốt thời gian qua để chăm sóc cho cha Hân. Tạm biệt các bạn. Trời ơi, được rồi, đến sáu tôi dẹp hết cho, không có để cái này trong nhà nữa. Xin trân trọng dành một tràng hô tay cho tiết mục của Gia Hân ngày hôm nay. Và một tràng hô tay lớn hơn nữa cho sự hỗ trợ của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc cùng với nghệ sĩ Trang Tuyền và vũ đoàn Phương Việt. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ rất là nhiều. Không biết là cái cảm giác của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc khi được quay trở lại với Thử Tài Siêu Nhí và hỗ trợ cho bé Gia Hân ngày hôm nay thì cảm giác của anh như thế nào ạ? Thử Tài Siêu Nhí là một cái nơi đã cho tôi tinh thần trách nhiệm đối với nghề, đối với các thế hệ nối tiếp sau này. Tôi đã xem Thử Tài Siêu Nhí mùa 3 và tôi thấy bé có những cái điều làm cho chính bản thân tôi cảm thấy là tôi thán phục bởi những bạn trẻ mà yêu nghề và bạn đến với cái con đường nghệ thuật bằng cả cái sự hồn nhiên trong sáng, và bên cạnh đó là một cô bé thật là thông minh làm cho tôi cảm thấy rất là xúc động. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Hữu Quốc rất là nhiều. Còn Trang Tuyền thì sao? Hình như là cũng đồng hành với Gia Hân rồi đúng không? Thực sự là mỗi lần nhìn Gia Hân thì giống như là mình hồi xưa vậy. Cái nghệ thuật nó nằm ở trong á. Nhưng mà em thì không có được cơ hội là từ hồi nhỏ
Cho nên là nhìn thấy Gia Hân là thấy vui. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ của các nghệ sĩ. Một tràng hỗ tay cho nghệ sĩ Hữu Quốc và Trang Tuyền. Bây giờ mình lắng nghe ý kiến của ban giám khảo nha. Dạ. Xin mời anh Đại Nghĩa trước ạ. Hôm nay con quá may mắn khi cái vòng thi quan trọng này con lại được sự hỗ trợ từ một bậc thầy có thể nói là rất là giỏi trong cái việc dẫn dắt cảm xúc của người xem, đó là nghệ sĩ Hữu Quốc. Còn bé Gia Hân, một cô bé còn nhỏ như vậy mà con sống với nhân vật của con, nó như là chính bản thân con vậy. Nó thật trong trẻo, nó nhẹ nhàng, nó không một chút gì gọi là lên cân hay là mình phải cố gắng để mình diễn cho ra cái sự dễ thương. Tất cả một cái nó xuất phát từ trái tim. Mà cái điều này nó rất là quan trọng với một người làm nghệ thuật. Nó chính là cảm xúc. Nếu như chúng ta thật sự không có cảm xúc với cái vai diễn của mình, với những điều mình đang làm trên sân khấu, thì chắc chắn là cái cảm xúc nó sẽ không bao giờ nó truyền tải được tới người xem. Dù cho trên sân khấu mình có gào, có thét, có khóc, có la cỡ nào đi chăng nữa thì cũng như vậy thôi. Và con thì một cô bé còn quá nhỏ, mà con đã làm điều này như hơi thở của chính mình. Chú chúc mừng con điều đó. Cảm ơn con rất nhiều đã mang đến cho chú cũng như tất cả mọi người những cái cảm xúc nó đông đầy và nó ngọt ngào như thế trong cái câu chuyện vừa rồi. Cảm ơn chú Đại Nghĩa. Cảm ơn chú. Tiếp theo xin mời cô Việt Hương ạ. Khi mà chú Hữu Quốc vừa bước ra, cô rất lo. Chú có cái bản năng sân khấu riêng và chuyên trị những cái vai như thế này. Nhưng mà con hoàn toàn lướt luôn. Con cứ nhẹ nhàng đi tới đi tới. Cô chỉ sợ con làm nó dư hoặc nó thiếu thì nó sẽ không hay. Nhưng mà con làm vừa đều vừa đủ, giống như trong một cái vở kịch nó không có bị một cái miếng nào dư lố. Con là một đứa bé có khả năng bẩm sinh. Vào chương trình này con không bị các cô chú ép thành người diễn viên. Cứ thả lỏng từ đầu mùa tới bây giờ. Cô Việt Hương coi con hồi đầu không đậm lắm, càng ngày càng đậm, càng đậm, càng đậm. Và vào tới đây, ngày hôm nay kỹ thuật phải rất cao để vừa tầm với chú Hữu Quốc là không phải chuyện thường. Thì con làm cho cô Việt Hương rất là nhẹ nhàng để bước vào. Nói chung là tiết mục này không nói gì được nữa hết. Rất là xúc động, rất là nhẹ nhàng. Còn cô Đăng Trang thì sao ạ? Xin mời cô. Cũng như là tất cả quý vị khán giả của Thử Tài Siêu Nhí biết là nghệ sĩ Hữu Quốc rất là quen thuộc với chương trình này. Nhất là trong mùa 1 là với vai trò một ông năm mà để cho bao nhiêu khán giả nhớ tới. Với con ngày hôm nay, kịch bản rất là gãy gọn, rất là tốt. Và cô cảm thấy con rất là thông minh. Con chưa bao giờ rớt nhịp trong tất cả các vai diễn của con. Trong chương trình này con giữ phong độ rất ổn định. Và ngay cả khi mà con nói bị lấp, cái chỗ mà đưa cái vé số đi ra trả về đó, con nói lấp nhưng con vẫn rất bình tĩnh để mà con điều chỉnh nó một cách vô cùng là chân thật. Cho nên cô cảm thấy bé Hân là một trong những nhân tố cực kỳ hiếm hoi của không chỉ Thử Tài Siêu Nhí mà cho làng kịch của Việt Nam. Xin chúc mừng con. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Hồi nãy trong vở kịch của con có một cái chi tiết là hôm nay là sinh nhật của con đó, ba con đi mua bánh sinh nhật cho con đó. Thì hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật của thầy Quốc Đại của con. Hãy tới ôm thầy và hôn thầy một cái. Nào. Rất là áp lực bởi vì tập ca cho con là một cả một cái quá trình rất là gay go. Và hôm nay là thầy cảm thấy là tự hào về con. Ở cái vòng này thì thầy đã nghĩ là mọi người sẽ làm rất là hoành tráng và dữ dội, nên thầy đại sợ và cũng làm cho con một cái chiều sâu nhiều. Không may cho con là hôm nay là cái ngày thi rất là nhiều của con ở học kỳ, và sáng con đã đi thi, rồi chiều con đi thi, hôm nay là con phải thi tới 3 môn. Và con vừa tới đây lúc khi mà tiết mục thứ tư thì con mới tới đây được. Và con chuẩn bị thầy rất là lo, bởi vì sợ là cái tâm lý con không có đủ, nhưng mà thầy cảm ơn con rất nhiều. Coi như ngày hôm nay đây là một món quà dành tặng cho thầy Quốc Đại ha. Và chúc cho thầy sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều sự hạnh phúc và đặc biệt là niềm tin vào các con. Thôi vô trong, chờ kết quả của ban giám khảo con nha. Vỗ tay cho em vô. Thank you.
ngọc điện chốn kim môn, danh thơm ngoài cõi tiếng đồn, trong y cùng phận ý, phong y quan bốn mùa, trên bát ngát trăm hoa đua nở, dưới cảnh mây cầm thú đua chơi, ý ý à, ơi à, ơi à. Trên ngàn xanh lắm quả nhiều hoa.
chiếc lô mây nặng chiếu lưng đeo. Một tràng pháo tay cho Phương Nhi. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Ngày hôm nay con giống như một chú tắc kè hoa gì đó, biến hóa rất là khôn lường. Không biết là ba giám khảo đang cảm giác như thế nào. Đầu tiên chắc là mời cô Đoan Trang nha. Chúc mừng con với một tác phẩm rất là đẹp, rất là chất lượng. Ngay từ đầu cô đã rất là ấn tượng với con, bởi vì cô biết con là một cô bé có nội lực. Giọng hát của con rất là đa dạng. Con có đánh đàn tơ rưng rồi đúng không? Con có hát hồ quảng nè, hát nhạc pop, hát dân gian. Hôm nay lại là cái ngày rất là quan trọng cho con, là con phải lội ngược dòng. Và cô thấy ở trong con người con toát ra một cái tinh thần rất là tự tin, rất điềm đạm. Cô Đôi Thượng Ngàn không phải là một tiết mục dễ để mà thể hiện đâu. Và thêm một lần nữa, thầy Quốc Đại rất là đầu tư cho con. Tất cả mọi thứ rất đẹp. Bản thân con không cần làm gì nhiều hết. Đứng trên cái tảng đá kia, với cái quạt, với ánh mắt thần thái và với giọng hát của con, cô đánh giá đây là một tiết mục rất rất thành công. Chúc mừng bé Phương Nhi. Xin cảm ơn cô. Cô dạy Phương thích nhất là cái câu cuối đó. Lúc mà con xòe cái quạt lên, con xa giá hồi cung nha. Chứ cỡ cô dạy Phương là nó cho vô lãnh cung rồi. Chịu. Mình hát nghề 20 mấy, gần 30 năm, chưa bao giờ có được cái sân khấu đẹp như vậy, sang như vậy. Nhưng đây có phải là thế mạnh của con không? Dạ, đây là lần đầu tiên con hát văn ạ. Thật sự thì Đại có hỏi con rằng ở một cái thể loại dân gian nào mà con rất là thích mà con chưa thử không? Thì nó dạ con rất là thích bài Cô Đôi Thượng Ngàn. Đắn đo suy nghĩ rất là nhiều, bởi vì cũng có nhiều bạn đã thể hiện rồi. Và phải làm như thế nào để cho con phải mới. Buộc con tự tập rồi trả bài cho thầy. Nếu thầy cảm thấy nó tấu điểm thôi thì thầy sẽ chuốt thêm và thầy mới quyết định cho con làm. Thì khi mà trả bài thì Quốc Đại nghĩ rằng đây là sẽ một cái bài rất là tốt cho bé và rất là hợp với giọng bé nữa. Thì dạ. Và đây là ca khúc mà Quốc Đại đã chuẩn bị cho con. Cô Diệp Hương được làm quen với cái này từ hồi xưa cô, cho nên cô biết được ngoài phủ thật á, là cô đã xem rồi. Và cô Diệp Hương có quen với một người anh chuyên môn đi hầu, là cô Diệp Hương đi theo để xin lọc. Mỗi một giá này lên á là rất là quan trọng, tại vì cô rất là đẹp, nãy thần thái con sang trọng, con đẹp lắm, thích vô cùng luôn. Hết giá con đi về đó, xa giá hồi cung con cứ về, trời ơi sao con đẹp chịu quá con ơi, ai cho rớt giết nữa. Trời ơi gì vậy, bữa nay phải chọn có hai tiết mục thôi đó, mà vui nhất là lát hai người này giết lại tôi nè. Anh Đại Nghĩa, chú Nghĩa rất thích cái giọng của con trong cái bài hát này. Nó trong veo mà nó rất là sắc nét. Con hát đúng nhịp vô cùng, không có sai trật một chút nào cả. Nó mượt, nó ngọt ngào, nó hay vô cùng luôn. Ngay cái câu cuối cùng, xe loan thánh giá hồi cung cũng vậy. Một cái kết thật là đẹp cho cái tiết mục của con. Trong một cái chương trình thi á, thì quán quân chỉ có một thôi. Nhưng mà tất cả các thí sinh, nếu như may mắn chúng ta sẽ có được một tiết mục nào đó như là một cái dấu mốc, một cái đóng đinh thật là mạnh với chương trình, thì đây là cái dấu mốc của con đậm nhất trong chương trình từ đầu đến bây giờ. Và con cảm ơn ban giám khảo và tất cả mọi người đã xem tiết mục của con và những lời nhận xét của ban giám khảo đã dành cho con. Trời ơi, đẹp và còn khéo nữa, hát thì hay nữa. Chúc mừng con với tiết mục này. Một tràng pháo tay cho Phương Nhi. Còn bao nhiêu lần mẹ nằm gần ôm con, còn bao nhiêu lần được dịu dàng cha hôn, còn bao nhiêu lần nữa thank you.
đôi dáng nghiêng nghiêng bên ngoài hiên. Con đi như cơn gió, mùa đông se lạnh tràn về. Như con nắng vàng óng, biết khi nào ở lại giữa chiều đông. Chiều nay nhớ giọng cha, khàn khàn giữa tiếng thở ra. Ngày nào tụng bốn tụng ba, giờ xa nhà. Con thấy nhớ nồi cơm, mẹ nấu sức nước mùi thơm. Giọt nước mắt buồn rơi, con tự hỏi. Còn bao nhiêu lần mẹ nằm gần ôm con, còn bao nhiêu lần được dịu dàng cha hôn, còn bao nhiêu lần nữa, bao nhiêu thời gian, ai hôn con, ai ôm con vào lòng. Rồi mai con về nhà mình lại vui ghê, tìm nơi yên bình giữa dòng đời bộn bề. Là nói có mẹ cha, có tình thương quê nhà, mai con về. Và xin chào một tràng hô tay cho Đức Thanh. Dạ. Biết thắng thua sao, nhưng tôi biết là suốt cái cuộc đời này anh sẽ rất là kỷ niệm khi mà hàng con trai mình đứng trên đó hát với cái số tuổi này và chạy xuống tặng cho anh cái bông. Thì tôi nói thiệt với anh, nó đã vô cùng và nó là kỷ niệm suốt suốt luôn. Tôi nghĩ là đây là cái kỷ niệm đẹp nhất đối với cái bậc làm cha mẹ nha anh. Rất là hạnh phúc. Có thể là bao nhiêu mồ hôi công sức để mà chăm cho con, nhưng bây giờ cảm thấy cái điều đó là nó trên cả tuyệt vời nè. Bởi vì cái điều mình mong muốn với con là nó chỉ cần trưởng thành thôi, nhưng bây giờ thấy con là đã làm cho mình hãnh diện nè. Và cũng rất mong là con nó tiếp tục phát huy cái tinh thần này.
và sẽ luôn nghĩ về ba mẹ khi nó trưởng thành. Dạ, xin được cảm ơn sự hiện diện và đồng hành của anh. Sao con khóc? Tại ai làm ca khúc này rất là hay và con rất là thương ba. Hãy đón nhận sự nhận xét của ban giám khảo nha. Ai làm hòa âm bài này cho con? Dạ, người đã hòa âm cho bài này cho con là thầy Biển. Dạ. Một phần con thành công là con phải cảm ơn bài hòa âm và cảm ơn band với của con nha. Con có một cái phong cách biểu diễn, lúc mà con hát cái tay con quơ quơ, cái chân con nhịp á, con giống chú Quang Dũng á, hợp lý, dàn dựng đẹp nữa. Cảm ơn rất nhiều vì sự chỉnh chu của mọi người. Cảm ơn màn hình LED, có thể là cái màu của cha mẹ một thời gian sẽ mất đi, nó sẽ là màu đen trắng trong lòng mình thôi. Cái sự hiện diện, cái tình cảm đó, nó giống như cho mà không bao giờ được nhìn nhận. Quên luôn cảm ơn. Và cái này nhắc nhở luôn cả nhiều người. Rồi một ngày rồi nhắc lại thì nó là hình màu. Màn hình LED mấy cô chú ở trên đó cho mấy cái màu đen trắng dắt tụi con đi, đẹp tuyệt trần. Bộ đồ vest đẹp luôn, cái gì cũng đẹp hết trơn. Tự nói câu cuối nữa. Hả? Ai cho rớt giết người đó? Không, không dám. Sao hai người này giết tôi quá à? Thật sự là nước mắt trực trào khi mà con bước xuống tặng cái hoa hồng cho ba của mình. Cảm giác rất là thật, rất là đáng yêu. Một cái sáng tác rất là hay về ba. Thì đây là một trong những cái hơi thở rất là hiện đại. Cũng như cô Việt Hương, cô rất là thích cái cách phối âm của cái bài hát này. Nó rất là cảm xúc, nhưng mà nó rất là, nó đem lại cho mình cái cảm giác rất đáng yêu. Về phần của con thì nhớ những cái khuyết điểm của mình, đó là những cái nốt thấp. Còn nốt cao của con rất sáng, rất đẹp. Cô rất là thích những cái bỏ nhỏ của con, rất là phù hợp với hát live band. Cô chúc mừng con. Dạ, con cảm ơn cô. Con rất là may mắn. Như một người nghệ sĩ chuyên nghiệp thật sự đang trình diễn. Và con đã làm được cái điều mà chú cũng ao ước làm cho ba mình lắm mà chú không làm được. Đến bây giờ thì chú đã không còn cơ hội để làm điều đó nữa rồi. Con hãy trân trọng, hãy ghi nhớ cái khoảnh khắc này, cái tình cảm này. Bởi vì chú biết rằng nhiều khi lớn lên cái dòng đời nó đưa đẩy mình, và đôi khi mình quên mất những cái người thật sự yêu thương mình. Đó chính là những người gần gũi bên cạnh mình nhất. Cảm ơn con. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Con muốn nói gì với ba con ngày hôm nay? Con sẽ cố gắng học tập và theo đuổi đam mê của mình để ba vui. Con rất thương ba. Và đó chính là những điều thật nhất trên sân khấu của chúng tôi. Và hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ luôn luôn yêu thương và dành tình cảm cho các bạn nhỏ. Và ngày hôm nay một tràng hỗ tay cho Đức Thanh. Cảm ơn con.
thơ trong mắt gia đình như một đũa kỳ tinh với trái tim thiết tha ân tình ngày có thành có thiếu nữ phơi phới tình yêu em ước mơ người trai đến với ân tình rồi cùng nhau xây đắp gia đình nào ngờ trời đất nổi cơn Nam như đóa hoa công dung ngôn hành ô tang tình ta ngổn ngang đoàn trường bước đi làm đường cuốn thân mình để mở mang nước non đất ô lý ghi lòng son hạt mưa thấm đất hà còn chơi làm trai cho đáng nên trai
non nước đang trong giông bão lấp con thuyền. Nhưng thuyền nước Nam vẫn hiên ngang trên sông, mặc ngại do ba đào không chùn bước hy sinh. Tiếng giọng quốc hồn của đấng tiền nhân như thúc giục lòng ta phải thi gan cùng tuế nguyệt. Nước non thăng trầm nhiều phen, từ ngàn xưa cháu tiên con rồng nguyên một lần vượt sóng to trùng dương. Gâm qua như rồng lượn quanh ta, như rồng lượn quanh ta dương ngàn sơn hà. Hãy yêu dân ta như yêu nước thiết tha, dân là máu xương là hơi thở muôn đời. Hỡi giặc tham tàn hãy lắng nghe đây, trần ngưng đạo sẽ chém tan thay kẻ lâm le thôn tinh. Máu của dân ta đã đổ qua nhiều rồi, linh hồn bất tử bảo vệ cõi trời nam. Kỳ kiêu hùng ngàn năm, bao bước chân ngầm thầm của tiền nhân, bao an cơ đồ, bao lần dời đồ, toàn tin đường quân giả màng. Tiếp sức ta hoài thần tung quanh gươm, chiếm tàn quân thù còn cho chúng bay. Thôi kinh lợn nước Nam hơn đạo dương, diễn quân thù công tiếc thương. Nam quốc sông Hà, Nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư. Như Hà nghịch lộ lại xâm phạm, như đang hành thang thú bại hư. Phá cường địch, báo quan âm. Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó biến giác bất hoàng, đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng đi vũ trụ. Vang từ núi xa 4000 năm, Việt Nam, Việt Nam, dạng người Việt Nam mãi du hồn non nước trường ngàn trùng mơ.
dân ta đò trên núi đồi, máu dân ta đò loang cánh đồng, máu dân ta đò trong rừng sâu, đò loang dòng sông. Từ bọc trứng ngô cơ nở trên đất lành, có trăm con tòa đi gấp biển, đất cha ông nguyện đem mồ hôi, đem máu thịt làm phù sa tưới bón quê nhà. Từ ngàn xưa máu dân ta tô hồng sự xanh, chỉ dân ta nuôi thời liệt oanh, khi thiên nhiên sau đời cứu hùng. Ngàn sau tiếng quê hương du hồn Việt Nam, đất đai thiêng nuôi người Việt Nam, núi sông linh thiêng hồn đỏ nước. Đoàn kết các dân tộc chung nhà Việt Nam. Dân tộc mang hồn Việt Nam, Việt Nam ơi, Việt Nam dân tộc chúng ta, Việt Nam, Việt Nam mẹ yêu, Việt Nam các dân tộc mang hồn Việt Nam. Dân tộc chúng ta Việt Nam, đoàn kết các dân tộc mang hồn Việt, mang hồn Việt, mang hồn Việt, mang hồn Việt Nam. Hồn dân tộc dạy ta làm thi sĩ, quá khứ nhiều mà ta chẳng già nữa, mai gánh lại những vết thương xé thịt. Dân tộc mình mở tới một trang vui. Một lần nữa hãy cùng dành một tràng pháo thật lớn cho bé Thái Hà. Thật sự thì lúc lại cảm thấy mình rất là ác với con nữa. Cái dòng trước là một cái liên khúc mẹ cũng là nặng với con, mà con đã vượt qua một cái xuất sắc. Hôm nay thì nhiệm vụ của thầy là phải đặt cho con cái thử thách khó hơn, nhưng mà hôm nay con đã làm rất tốt. Những cái bạn mà hát những cái bài hát này sẽ có một cái giọng nó hùng tráng, nó hào sảng, nó vang, nó rền. Nhưng con thì không, vẫn cái chất giọng đó mềm mại đó, mượt mà đó, ngân nga luyến lấy mà đẹp trong từng nốt nhạc. Nó đi xuống cái tầng ngầm sâu bên dưới, nó len lỏi vào trong trái tim của người xem. Và chú Nghĩa thật sự là bị con chinh phục, cũng như là tất cả những thành viên xuất hiện trong tiết mục này. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã cho tôi xem một tiết mục tuyệt vời. Những cái nét đẹp của dân tộc Việt Nam nằm ở trong tiết mục của con. Con hát rất là ngọt ngào. Và ngày hôm nay con đã có một cái điểm nhấn, đó là có một cái đoạn cải lương ở trong cái phần trình diễn của mình. Một lần nữa cô muốn nhắc là con là một người con của miền Bắc, và cô muốn gửi một lời chúc mừng chân thành đến Thái Hà và thầy Quốc Đại. Xin cảm ơn cô.